Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài học của tuần vừa rồi nha. Thế thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái có rất nhiều toa châm mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra. Thì tôi đơn cử ở đây một cái toa được tổng kết, do tôi tổng kết lại ở trên cái website của Bộ Y tế. Thế thì trong cái phần tổng kết này thì tôi đưa ra những cái nét là nói về bệnh của vùng đầu. Thì trong đó thì như quý vị đã thấy ở đây là đau vùng đầu, đau đầu, đầu không, nóng rét đau đầu, mồ hôi không ra, váng đầu, mất ngủ, đau đầu tứ phía, tức là bên một bên, phía trước trán, phía sau, bên phải, bên trái, vân vân. Đầu và gáy đau, đầu choáng, mắt đau, viêm não Nhật Bản B, viêm màng não, đại não phát triển không đều gấp. Đây là phần tổng kết của các phương châm. Lấy thí dụ như là đau đỉnh đầu thì nó gồm có 3-4 huyệt mà thôi. Rồi đau đầu thì nó cũng có nhiều toa, trong các toa đó nó cũng chỉ có 2-3 huyệt. Đó, thì những cái toa này thì tôi tổng kết, và phần bệnh vùng đầu thì nó có nhiều đề bệnh. Mục đích của nó là giúp cho chúng ta có một cái nhìn, đầu tiên là sơ khởi, kế đến là đi sâu vào điều trị. Thì bây giờ quý vị, trong các huyệt mà đã được đưa ra để điều trị các bệnh này thì tôi tổng gom và tôi phân loại ra làm hai loại. Một nhóm huyệt thuộc về cục bộ và một nhóm huyệt thuộc về ngũ hành cổ huyệt, tức là ngũ du huyệt á. Thì bây giờ quý vị xem ở trong cái phần tiếp theo, tức là phần cái huyệt cục bộ này. Ở huyệt cục bộ này thì được chia ra là Bắc Hội, Ấn Đường, Thái Dương, Thượng Tinh, Tam Nhân Lạc, Phong Trì, Thấu Phong Trì bên kia, Thái Dương, Thấu Xuất Cốc, Tứ Độc, Đồng Tử Liêu, Toán Trúc, Dương Phụ, Phong Môn, Thiên Trụ, Đại Trùy, Thông Thiên, Can Du, Mệnh Môn, An Nguyên, Thần Bình, Huyền Trung, Ti Trúc Công, Đầu Duy, Xuất Cốc, Đầu Duy, Thấu Xuất Cốc, Á Môn, Ế Mình. Đây là những cái huyệt mà thuộc về cục bộ. Thì bây giờ chúng ta thử nhìn các huyệt cục bộ này thì chúng ta thấy nó có những cái nét nào đặc biệt. Đương nhiên là bệnh vùng đầu thì các huyệt cục bộ nó phải nằm ở vùng đầu. Và trong những huyệt ở vùng đầu thì chúng ta nhận thấy là quý vị nên lưu ý là quý vị đối với lục khí của chúng ta không có học các huyệt cục bộ, không cần học tên, không cần học vị trí, tức là loại bỏ, mà chúng ta chỉ lấy cái nét là đau đâu, giảm đau, đơn giản hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thì chúng ta thử phân tích xem các huyệt cục bộ này nó có những cái điểm gì đặc biệt. Đầu tiên là ở đây nó có hai huyệt, nó thuộc về bối du huyệt, tức là nằm ở can du, và mệnh môn tức là nằm ở lưng. Thì như vậy là mình thấy là ở cái huyệt mệnh môn này nó nằm ở cột sống dưới đốt xương thứ 14, tức là ngang bên đó là huyệt thạch du, và huyệt can du nó nằm ở dưới đốt xương thứ 9, ngang ra 1,5 thốn. Thì như vậy là gốc bệnh của nó có thể chúng ta có thể suy ra là do thận và do can, thì người ta áp dụng theo này. Ngoài hai huyệt này ra chúng ta không thấy có cái du nào khác. Rồi, một cái điểm đặc biệt thứ hai là cái lối châm xuyên huyệt, tức là chúng ta thấy xuyên huyệt ở đây nó có Phong Trì, Thấu Phong Trì ở bên kia, Thái Dương, Thấu Xuất Cốc, và Đầu Duy, Thấu Xuất Cốc.
Châm Xuân Hiệp là cái lối châm nó nguy hiểm, rõ ràng là nguy hiểm, bởi vì dùng kiếm dài châm xuyên từ huyệt này qua huyệt kia, mục đích duy nhất là để chữa bệnh. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề là có chữa được bệnh hay không, và châm xuyên huyệt như vậy có đúng hay không, và cái yêu cầu cuối cùng của nó là ai là người có khả năng châm xuyên huyệt. Ở bên nước ngoài thì chỉ có bác sĩ mới được phép cầm kim tiêm để chích gây tê, mổ xẻ. Y tá được phép cầm kim tiêm để chích, nhưng mà các bệnh thông thường và theo y lệnh của bác sĩ mà mới làm được. Còn như ở bên Việt Nam thì đối với giới đông y châm cứu thì không có cần bằng cấp về bên tây y, mà chỉ cần dùng, có thể dùng kim tiêm để mà tiêm cho người ta, cho người bệnh. Hơn nữa, những các huyệt châm cứu mà dùng kim dài mà châm xuyên huyệt theo lối này thì rất dễ gây nguy hiểm. Và ở đây là chữa về vùng đầu, mà các huyệt ở vùng đầu mà châm xuyên huyệt kiểu đó thì cái hậu quả không thể tính lường được. Cho nên khi đưa ra toa thì là đưa ra toa chung chung, nhưng mà vào thực hành thì chỉ có những người mà họ dạn châm và họ muốn thử nghiệm xem cái lối châm xuyên huyệt nó có tác dụng như thế nào. Thì ở đây cái phần mà giới thiệu chỉ có huyệt phong trì, tức là huyệt sau gáy châm xuyên qua bên kia, tức là huyệt phong trì xuyên huyệt phong trì, tức là hai huyệt phong trì hai bên, dùng một cái kim dài xuyên nó qua huyệt phong trì bên này đụng huyệt phong trì bên kia. Nó có thẳng không? Cái chuyện thẳng hay là xéo hay chuyện đó mình không cần biết ha, nhưng mà xuyên huyệt là hai huyệt của nó xuyên đụng nhau. Cái châm cứu huyệt là vô hình vô tướng, mà châm đúng huyệt thì nó có tác dụng là tê. Bây giờ châm mà đúng huyệt là phải tương đối sâu, không phải châm cạn, mà chưa kể nói đến vấn đề mà bổ tả. Ở trong huyệt ngũ du thì có nói về vấn đề bổ tả, nhưng mà các huyệt cục bộ thì lại không nói tới huyệt bổ tả. Châm bổ và châm tả trong huyệt ngũ du trong lối lý luận của ngũ hành rất là quan trọng. Họ đặt vấn đề rất là cao, cho nên đối với những huyệt cục bộ này thì chúng ta thấy là không nêu vấn đề bổ tả. Do đó cho nên cũng không ngạc nhiên là bởi vì nó không quan trọng, nói chung là không có quan trọng, cho nên không đặt vấn đề bổ tả. Và rõ ràng là huyệt cục bộ không cần phải bổ tả, chỉ có huyệt ngũ du mới đặt nặng vấn đề bổ tả mà thôi. Đến đây thì quý vị cũng đã biết thì là tuy rằng giới thiệu là ba cặp huyệt thiên trụ, xuyên thiên trụ, rồi thái dương sáu xuất cấp, rồi đầu duy thấu xuất cấp. Thế thì đối với những người mà thực hành châm cứu mà châm ở vùng đầu mà được nghe giới thiệu như vậy mừng lắm. Có những cái huyệt mà nó gần nhau. Rồi thí dụ như Ấn Đường với lại Toán Trúc ở vùng chân mày thì họ có thể, họ mặc dạng họ có thể châm xuyên huyệt như được, mặc dù rằng toa châm không có nói tới, vân vân. Hoặc là cái huyệt Ti Trúc Không ở đuôi chân mày với huyệt Thái Dương nằm ở phiên trán, hai huyệt nó gần nhau, cứ mặc dạng châm xuyên huyệt để làm cái gì quý vị? Để thử hả? Để thử không? Thử cái đó nguy hiểm lắm, mình không nắm vững được cái giá trị của vị trí huyệt đạo mà còn thử ở trên vùng đầu mặt, rất là nguy hiểm. Điều này đối với riêng tôi cấm kỵ, tôi không có cho phép các học trò châm theo cái kiểu đó. Điều đó rất là nguy hiểm. Ngay như tôi cũng không dám châm như thầy nói. Rồi,
Đây là những cái nét chính mà tôi muốn trình bày nha. Bây giờ chúng ta qua cái Vịnh Ngũ Du. Ở Vịnh Ngũ Du thì cái điểm đặc biệt ở trong các cái toa châm này không nói về vấn đề Bộ Tạng, không nói, chỉ nêu ra các Vịnh Ngũ Du phối hợp với Vịnh Cục Bộ. Thì muốn phân tích một toa châm, muốn phân tích một toa châm thì tôi sẽ lần lượt tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách phân tích của toa châm Vịnh Ngũ Du như thế nào. Và đương nhiên là tôi không có trình bày theo cái dạng của hành của Vịnh Ngũ Du, không có lấy ngũ hành huyệt để mà trình bày, mà đưa vào lục khí để cho chúng ta theo dõi. Bây giờ giữ cái này, bây giờ tôi bôi cái phần về cục bộ. Chúng ta không nói tới về cục bộ nữa, mà chúng ta bàn sâu về vấn đề Vịnh Ngũ Du, mà đối với cái vực vùng đầu nó như thế nào, ở trong lục khí được sắp xếp ra làm sao nha. Quý vị yên tâm, cái Vịnh Ngũ Du này thì trong cái bản tổng kết của Bộ Y tế đưa ra cái vực vùng đầu rất là ít huyệt, chỉ có 3 huyệt, 4 huyệt đối với một bệnh mà thôi. Nhưng mà tôi tổng kết thì chúng ta thấy nó nhiều. Nhưng bây giờ đưa cái phần tổng kết này vào trong cái huyệt lục khí thì chúng ta xem ra làm sao nha. Bây giờ muốn phân tích cái đó thì bây giờ cái căn bản là chúng ta phải vẽ bộ huyệt ra và chúng ta đưa huyệt vào, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta vẽ bộ mạch ra. Và chúng ta sẽ đưa các kinh của lục khí vào. Thì ở bộ hỏa này, nó là kinh gì? Vị thuộc dương, tâm bảo thuộc âm. Bộ ở bộ kim, bàng quang, phế. Bộ sức là đợm và tâm. Ở bên bộ thổ chúng ta có dương là đại trường, âm là tỳ, tam tiêu và can, tiểu trường và thận. Nào bây giờ chúng ta đưa các huyệt ngũ du vào lần lượt, chúng ta đưa vào nhé, quý vị đọc cho tôi nghe coi. Hợp cốc tức là ở trên kinh đại trường. Kế đến là thái kê, du huyệt của kinh thận. Kế đến là thái xung, du huyệt của can. Tiếp theo là kinh cốt, nguyên huyệt của bàng quang. Tiếp theo, thanh mạch là ở trên kinh bàng quang, nó là huyệt hội của kỳ kinh bát mạch. Tiếp theo nữa, dương trì là nguyên huyệt của tam tiêu. Kế đến là phong long là huyệt của vị. Kế theo là thần môn, du huyệt của tâm. Tiếp theo nữa là hậu khê, du huyệt của tiểu trường. Tiếp theo nữa là hiệp khê, vinh huyệt của đợm. Rồi gì nữa? Trung chữ là du huyệt của tam tiêu. Tiếp theo nữa là liệt khuyết là lạc huyệt của phế. Tiếp theo nữa là trí âm, tấn huyệt của bàng quang. Rồi phi dương là lạc huyệt của bàng quang. Khúc
trì là việc học của đại trường. Tiếp nữa là Dương Lan Tuyền học việc của đợm. Kế nữa là nội quan là việc của Tâm Bảo. Và túc tâm lý là huyệt hợp của kinh vị. Đủ rồi. Bây giờ chúng ta thấy khi đưa các huyệt mà ngũ du vào ở trong cái bộ mặt của lục khí, chúng ta thấy như thế nào? Thứ nhất là kinh tỳ không có huyệt. Các anh kia đều có hết. Quý vị có thấy giống lục khí không? Giống không? Tức là sử dụng nhiều huyệt. Lục khí của chúng ta sử dụng nhiều huyệt, mà còn nhiều hơn nữa đúng không ạ? À? Nhưng mà riêng kinh tỳ ở đây không thể nói tới. Khoan đã. Rồi, cái kinh nào nhiều huyệt nhất? Bằng quang. Nó có 4 huyệt, phải không ạ? À? Rồi. Còn các đường kinh khác thì có một huyệt hoặc là hai huyệt hoặc là ba huyệt. Đó. Hai huyệt là nhiều. Nào, bây giờ chúng ta thấy tập trung bệnh do bệnh ở đầu thì người ta thấy là ở bệnh nó nằm ở kinh bàng quang, bởi vì nó nhiều huyệt. Thành ra kinh bàng quang được xét là nhiều huyệt và do đau đầu. Rồi. Bây giờ, chúng ta nhìn cái này, thì chúng ta có thể thấy cái gì nào? Thứ nhất, nếu có đau đầu mà do bộ thổ, hiện hữu do bộ thổ nó gây ra, thì có hai huyệt. Khúc trì và hợp cốc làm chủ. Nếu đau đầu, đưa lục khí vào nha, chúng ta xét. Nếu chúng ta nghe mặt mà chúng ta ứng dụng cái huyệt của ngũ du đưa ra và đưa lục khí vào luôn, cái hành của lục khí để điều trị những cái chứng này, thì chúng ta, quý vị vẽ cái bảng này ra, quý vị đưa cái huyệt này vào thì quý vị sẽ thấy, thứ nhất là nếu bộ mặt ở bộ thổ nó quá mạnh thì chúng ta sử dụng khúc trì và cốc nha. Thêm huyệt thì quý vị cũng biết cách thêm rồi, nhưng mà ở đây tôi phân tích để cho quý vị thấy. Khi quý vị nghe mặt mà ở bộ hỏa mà nó hữu lực nha, thì quý vị lưu ý ở huyệt phong long, túc tâm lý, nội quan. Như ở bộ quan nó hữu lực hoặc là vô lực nhất, thì ở kinh Tam Tiêu chúng ta có hai huyệt dương trì và trung chữ. Ở huyệt can chúng ta lấy huyệt thái xung. Nếu như ở bộ kim nó hữu lực thì quý vị sử dụng kinh cốt, chi âm, phi dương và thanh mạch. Đồng thời ở kinh phế sử dụng liệt huyết. Nếu như ở bộ thủy nó hữu lực nhất hoặc là vô lực nhất thì quý vị sử dụng hậu khê hoặc là thái khê ở trên kinh thận và kinh tiểu trường. Và nếu như ở bộ thử hữu lực nhất thì ở kinh đợm quý vị sử dụng hiệp khê, dương lăng tuyền, ở kinh tâm sử dụng thần môn. Đó là cái lối mà chúng ta dùng lục khí để chúng ta đưa các toa châm vào để cho chúng ta thấy rõ rằng trong trường hợp nào mà áp dụng được những các huyệt này thì chúng ta yên tâm, chúng ta điều trị và chúng ta xé thêm huyệt để cho nó ổn định nhanh hơn. Quý vị đồng ý chỗ này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta phân tích này. Cái huyệt thần môn mà huyệt ngũ du đưa vào thì đây là du huyệt hay là huyệt nguyên? Nó là du huyệt. Lý do tại sao? Vì nếu như ở đây nó là huyệt nguyên thì bắt buộc nó phải đi với huyệt lạc của kinh tiểu
tiểu trường, tâm tiểu trường, biểu lý, trong ngũ hành người ta lấy biểu lý. Như vậy ở đây, ở trong ngũ hành người ta chỉ lấy về thần môn làm huyệt du mà thôi. Nhớ nha, chúng ta xem các huyệt lạc phong long này. Ở kinh vị chúng ta có huyệt phong long. Huyệt phong long này nó là lạc huyệt của kinh vị. Nếu như nó đi với kinh tỳ mà có huyệt nguyên, tức là tỳ vị biểu lý, mà có huyệt nguyên, tức là huyệt thái bạch, thì huyệt nguyên này được sử dụng, huyệt thái bạch này nó được sử dụng là nguyên huyệt, bởi vì nó có huyệt lạc phong long. Nhưng lần này kinh tỳ hoàn toàn không có huyệt. Như vậy là ở đây nó chỉ là huyệt lạc không mà thôi. Chúng ta xem huyệt lạc nào nữa, huyệt lạc phi dương. Huyệt lạc phi dương nó nằm ở trên kinh bằng quang, thì ở trên kinh thận nó phải có huyệt nguyên, huyệt du, đây là huyệt thái ghê. Nếu như thái ghê mà đi chung với huyệt phi dương thì nó là nguyên huyệt. Như vậy là cái áp lực ở tại bộ thủy quá mạnh thì sử dụng nguyên huyệt nối với lạc huyệt của kinh bằng quang biểu lý để giải tỏa cái áp lực ở đây. Nhưng mà trên thực tế họ có áp dụng như vậy không? Xin thưa rằng không. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi tổng hợp những cái này thì chúng ta thấy là ở đây nó là thái khê nguyên huyệt, nó sẽ đi với huyệt lạc phi dương trên kinh bằng quang, thận bằng quang biểu lý. Đương nhiên là huyệt phong long ở đây nó phải đi với huyệt du của kinh tỳ, nó là huyệt nguyên, nhưng lần này không có sự kết hợp đó. Và tất cả các cái bộ cái toa này nó không có nói lên được cái nét là nguyên huyệt của kinh âm đi với huyệt lạc của kinh dương, mà trên lý thuyết người ta đưa ra cái giá trị của huyệt nguyên và giá trị của huyệt lạc. Khi mà ráp nối lại chúng ta thấy nó có đi vào vấn đề nguyên của kinh âm là kinh thận, đi với huyệt lạc phi dương, họa hoàn lắm thì chúng ta mới thấy được chuyện này. Nhưng mà khi mở cái toa châm ra thì chúng ta sẽ không thấy có sự kết hợp này. Quý vị thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta thử tổng gom cái này lại làm cái toa châm của lục khí, xem nó như thế nào. Nha, bây giờ chúng ta xem nè. Trước hết chúng ta lấy du huyệt, chúng ta làm chủ kinh. Ta xác định như vậy. Chúng ta lấy cái toa này mà cái nào có du huyệt thì nó sẽ làm chủ kinh. Chúng ta lấy nha, kinh thận của thái ghê, một anh chủ nha. Kinh can có thái xung là anh chủ kinh thứ hai. Thành môn có kinh tâm là anh chủ kinh thứ ba. Gì nữa? Còn có anh du nào khác không? Hết. Phải không ạ? Như vậy ở đây chúng ta có ba chủ kinh. Tức là thủy, thử và mộc là ba cái anh này làm chủ kinh. Bây giờ ở trong lục khí mà nếu ba cái anh thủy, thử, mộc làm chủ kinh được hay không? Quý vị trả lời cho tôi biết rồi. Theo cách một hoặc là theo cách hai. Cách một dứt khoát là không được. Bởi vì sao? Bởi vì cách một là không có du. Nếu như kinh thận mà không có du thì anh này có du, anh này có du. Anh này theo cách một nhá, kinh thận làm chủ kinh thì kinh thở và kinh mộc là có du. Như vậy là nếu cách một thì chúng ta loại bỏ thái ghê thì hai cái này giữ được du huyệt, đúng không? Được. Theo cách một, nếu lấy thử làm chủ kinh thì cái huyệt thần môn không có du, bỏ du để đi, thì hai anh này giữ được du không? Thủy và mộc giữ được du. Nếu như lấy kinh can làm chủ kinh thì không có huyệt thái xung, giữ huyệt du của thần môn và thạch, được không? Được. Nếu tính theo cách một, tính theo cách một như vậy thì bỏ cái anh du này đi,
nếu lấy Thủy làm chủ kinh, nếu lấy Thượng làm chủ kinh, bỏ cái anh Thành Môn, nếu lấy Mộc làm chủ kinh, bỏ anh Thái Sùng. Đó là thoát kinh một. Không thể nào lấy hai cái làm chủ kinh mà với cái hành liền nhau. Thủy Thượng không được. Bởi vì chủ kinh mà hai cái anh này thì dứt khoát không được. Như vậy thì theo cách một thì loại bỏ anh Thái Kê nếu lấy Thạnh làm chủ kinh. Quý vị nắm cái này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xét nha. Giờ chúng ta xét cách một nè. Cách một. Bây giờ lấy Thạnh làm chủ kinh nha. Bỏ cái anh Thái Kê đi. Chúng ta bỏ từ từ nha. Cái Thạnh làm chủ kinh. Rồi, giữ Thái Sùng và giữ Thạnh Môn. Thạnh làm chủ kinh có nghĩa là Hỏa cũng làm chủ kinh. Đồng ý không? Thạnh làm chủ kinh có nghĩa là Hỏa làm chủ kinh. Ở trên kinh Thạnh không có việc. Như vậy là chúng ta sẽ chọn bộ Hỏa có việc. Quý vị thấy nét này chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem này, chúng ta xem. Chúng ta giữ hai huyệt này và giữ huyệt nội quan. Chúng ta giữ lại. Ở trên kinh Thận, chúng ta lấy làm chủ kinh, không có huyệt du. Thì ở đây đương nhiên là không có du huyệt. Thì nội quan là huyệt gì? Nội quan là lạc huyệt. Phong Long là huyệt gì? Là lạc huyệt. Như vậy thì túc tâm lý nếu giữ lại thì phải thêm huyệt gì? Thêm huyệt tính của kinh thần. Như vậy là ở trên kinh thần chúng ta thêm huyệt, tức là huyệt chủ tuệ. Đây là huyệt thêm trên kinh thần. Giữ hai cái anh này lại và giữ cái túc tâm lý lại thì như vậy chúng ta bắt buộc phải thêm tính huyệt của chủ tuệ. Do đó khi chúng ta nghe mặt mà hai bộ thủy hỏa có vấn đề thì chúng ta được phép sử dụng trong cái toa ngũ du đó là bốn huyệt: Phong Long, túc tâm lý, nội quan ở trên kinh Thận. Nhưng riêng kinh Tiểu Trường thì sao, có huyệt ok không? Không, loại bỏ luôn rồi ok, bởi vì nó là chủ kinh không có dùng. Hậu khê ở đây sử dụng là sai. Theo cách 1. Đến đây quý vị nắm chưa? Chúng ta lần lượt chúng ta loại bỏ những các huyệt mà nó liên quan đến lục khí. Từ cái toa của ngũ du, ngũ hành mà đưa vào đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta loại bỏ từ từ. Mà chúng ta đã thấy giữ Phong Long, giữ túc tâm lý, giữ nội quan thì ở trên kinh thần thêm chủ tuyển. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đi tiếp, cũng lấy bộ thủy làm chủ kinh nha. Chúng ta đi tiếp các bộ khác, chúng ta xem. Ở trên kinh này không có huyệt, rồi như vậy là chúng ta sử dụng cái phần dương, đúng không ạ? Ở đại trường chúng ta sử dụng huyệt hợp cốc và khúc trì. Như vậy là nếu giữ khúc trì thì phải sử dụng tính khổ kinh, kinh tâm. Như vậy ở trên kinh tâm có thần môn giữ được phải không? Thêm việc gì? Thiếu sùng. Huyệt hợp cốc giữ được hay không? Được không? Quý vị nên nhớ chỗ này. Khi chúng ta sử dụng huyệt lục ký mà đã xác định được bộ hỏa và bộ thủy làm chủ kinh thì tất cả những huyệt mà chúng ta lưu ý nó có du huyệt, nó có các huyệt hành của lục khí nào đó mà cấm kỵ là loại bỏ ngay. Ở đây huyệt hợp cốc có cấm kỵ không? Không cấm kỵ. Như vậy là huyệt cốc giữ được. Nhưng khi chúng ta sử dụng huyệt hợp cốc thì chúng ta sử dụng thêm huyệt nào? Phải có thêm huyệt. Bởi vì sao? Huyệt này sử dụng thì nó sẽ đi đến hành khác của kinh nó. Hợp cốc hành gì? Hành mộc. Hành
họ có phần một. Như vậy nó phải đi vào một việc. Nó phải đi vào một. Ở một. Ở một. Ở đây chúng ta có, chúng ta thấy người ta sử dụng kinh Can và kinh Tam Tiêu. Thì bắt buộc ở đây phải sử dụng hành, hành thổ. Hành thổ. Thổ huyệt của kinh Can là hành gì? Là huyệt gì? Huyệt Vinh. Tên của nó là? Hành Giả. Hành Giả. Ở trên kinh Can bắt buộc phải sử dụng hành giả. Chúng ta giữ được thái xung không? Được thái xung không? Được. Nếu sử dụng thái xung thì châm thêm một gì nữa? Ở kinh nào? Kinh phế. Nha. Gì? Du huyệt của kinh Can. Đi với tỉnh miệng kinh phế. Du huyệt của kinh Can, tội nghiệp quá đi, học nhiều quá quên hết rồi. Tỉnh huyệt của kinh Âm nó đi với huyệt học của kinh Dương. Oh, ok. Ở đây là du huyệt của kinh Can thì phải đi với du huyệt của cái bộ này. Phế và bàng quang. Du huyệt. Đúng không? Tức là liệt khuyết. Ở đây chúng ta khoan nói tới, ở đây chúng ta có du huyệt của phế là Thái Nguyên. Và du huyệt của bàng quang là thúc cốt. Nha. Ở trên huyệt, ở trên kinh Tam Tiêu có du nữa. Bởi vì nó là thông kinh. Du huyệt của nó là gì? Trong chữ có rồi. Quý vị thấy không? Một huyệt hợp cốc. Nó liên quan đến huyệt Vinh, hành giảng của kinh Can. Kế đến là nó liên quan đến huyệt du của Thái Trung. Và nó liên quan luôn cả cái huyệt Thái Huyền, du huyệt của kinh Bàng Quang và kinh Vế. Tức là chúng ta thêm huyệt thúc cốt ở đây. Đồng thời thêm du huyệt luôn của trung chữ của kinh Tam Tiêu. Đến đây, chúng ta thấy kinh Tam Tiêu nó xuất hiện thêm cái huyệt Dương Trì. Huyệt Dương Trì là huyệt nguyên của kinh Tam Tiêu. Hành của nó là thủy, thủy huyệt. Như vậy thì nếu sử dụng huyệt Dương Trì ở đây thì phải sử dụng thêm một tay thật. Như vậy thì thật và tiểu trường nha. Ở đây chúng ta thấy chúng ta loại bỏ hậu khê, có nghĩa là chúng ta nói là chủ kinh không có du. Rồi bây giờ kinh thật, vì huyệt Dương Trì nó liên quan đến hành thủy, như vậy ở tại thận và tiểu trường chúng ta sử dụng huyệt hành, hành mộc. Mộc huyệt của kinh thận là huyệt huyệt Vinh, Nhiên Cốc. Kế đến mộc huyệt của tiểu trường là huyệt ở trên kinh tiểu trường Tiền Cốc. Quý vị thấy nét này chưa? Như vậy là chúng ta giải quyết được cái Dương Trì của bộ quan mộc, thì chúng ta thêm hai huyệt. Huyệt ở tại kinh thận là Nhiên Cốc, và huyệt ở trên kinh tiểu trường là huyệt Tiền Cốc. Quý vị thấy nét này chưa? Giải quyết đến đây xong rồi. Phần này coi như giải quyết xong. Chúng ta ở trên kinh Tâm chúng ta có thần môn, thì ở trên kinh Đởm chúng ta thêm việc gì? Túc Lâm Cấp. Ở đây có du huyệt. Du huyệt của kinh Đại Trường không có, chúng ta thêm. Đúng không ạ? À? Ở đây chúng ta giữ thần môn, thì đây chúng ta có huyệt du để nó thông. Như vậy là trên kinh Đại Trường có thêm huyệt Tam Gian. Kinh này có cần không? Không cần thiết. Nhưng nếu có thêm, chúng ta thêm huyệt gì? Thái Bạch. Đồng ý không?
Nhưng mà ở cái toa bên kia không có việc ở trên kinh tiền, chúng ta loại bỏ kinh tiền, coi như đỡ thêm việc. Mà nếu thêm việc, chúng ta phải thêm việc vô. Rồi chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem này. Cái việc thiếu sung là nó đi với việc hút trì, xong. Bây giờ cái việc hiệp khê ở trên kinh động, vì Tú Long Pháp giải quyết xong rồi, nó là du việc đi với việc tầng 1. Hiệp khê, hiệp khê này thì nó đi với việc gì? Nó là việc hành hỏa. Như vậy nó liên quan đến ngân hỏa. Hiệp khê này nó liên quan đến hỏa việc của vị và tâm bào. Như vậy vị và tâm bào thêm việc gì? Thêm việc thử huyệt của vị, tức là huyệt sung dương. Dương thủy huyệt của kinh tâm bầu lạc, à thử huyệt là nhân sự. Như vậy là chúng ta giải quyết thêm hai huyệt nhân sự và sung dương là giải quyết cái huyệt hiệp khê. Bây giờ chúng ta nói đến dương lâm tuyền. Dương lâm tuyền là huyệt hợp của kinh động, nó liên quan đến huyệt gì của kinh gì? Tính của kinh gì? Kinh tỳ. Nào bây giờ chúng ta mới bắt đầu nói đến kinh tỳ. Tính của kinh tỳ là ẩn mật. Khi châm ẩn mật thì chúng ta phải châm huyệt gì? Vô huyệt, tại vì ở đây nó liên quan đến thần môn, đúng không? Đại chúng thông. Ở đây do huyệt dương lăng tuyền mà nó dẫn ra cái huyệt ẩn mật. Như vậy là kinh tỳ được động đến rồi đó. Ở trong cái toa này, trong cái toa của ngũ hành, không nói đến kinh tỳ. Nhưng mà ở đây khi chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy có huyệt ẩn mật xuất hiện, thì như vậy chúng ta phải thêm huyệt thái mật. Nha, thái mật ở đây. Đến đây là ổn định bộ thử chưa? Ổn định bộ thổ chưa? Ổn định rồi. Bây giờ chúng ta còn cái anh gì đây? Còn cái anh kim. Anh kim thì chúng ta thấy liệt khuyết ở đây là huyệt lạc. Chúng ta thấy huyệt lạc phi dương không? Hai cái anh lạc này ổn định rồi. Đồng ý không? Như vậy thì khi ở đây châm lạc thì ở bên đây châm cái gì? Châm lạc luôn, tức là tam tiêu và can. Tam tiêu châm ngoại quan. Cam lạc lấy cấu. Đúng chưa? Như vậy là giải quyết cái lạc của anh phi dương, liệt khuyết, ngoại quan và lấy cấu. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây có anh gì đây? Thái huyệt. Thái huyệt là du huyệt của kinh phế. Nếu chúng ta thêm du huyệt thì ở đây kinh can có du thái xung rồi, chúng ta có chung chữ du huyệt của tâm tiêu rồi, thì đây chúng ta thêm du huyệt của anh bằng quang có thúc cốt chưa? Có rồi. Như vậy là thái huyên và liệt quyết, kinh cốt, thúc cốt, thân mật. Bây giờ quan chi âm, kinh cốt chưa, kinh cốt và chi âm chưa nói tới, đồng ý không? Kinh cốt hành gì? Hành hỏa. Kinh cốt hành hỏa, như vậy nó liên quan đến năng hành hỏa. Bây giờ chúng ta nói đến kinh cốt. Kinh cốt hành hỏa nó liên quan đến bộ hỏa. Như vậy thì ở vị tâm bầu lạc châm huyệt hành gì? Hành kim. Kim huyệt của vị là huyệt nội đình. Thêm nội đình. Nếu như chúng ta loại bỏ huyệt kinh cốt thì không cần thiết phải châm nội đình, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta giữ lại, chúng ta châm kinh cốt thì phải châm nội đình, và đồng thời ở trên kinh tâm bào châm huyệt thành kim là huyệt lao cung. Tức là giữ cái anh kinh cốt thì phải châm thêm ngoài huyệt nội đình và lao cung. Bây giờ chúng ta nói đến huyệt chiêm. Chi âm là huyệt tấn của kinh bằng quang, hành, thủy. Như vậy nó liên quan đến hành thủy.
Như vậy là ở trên kinh thật chúng ta sử dụng huyệt gì? Hành, hành kim. Kim huyệt của kinh thật là huyệt phục, phục lưu. Phục lưu. Đồng thời ở trên kinh tiểu trường trong huyệt gì? Kim. Kim huyệt của kinh tiểu trường là dương cốc. Đến đây xong chưa? Hết rồi. Bởi vì quý vị yên tâm, khi thêm các huyệt này, tức là nó điều chỉnh ở tại cái bộ mà nó đi tới. Nha. Như thế thì chúng ta nhìn qua trở lại cái bệnh vùng đầu. Chúng ta nhìn ra cái toa của bệnh vùng đầu. Nếu cái toa của lục khí này được áp dụng thì hầu như tất cả các cái bệnh vùng đầu đều được ổn định. Cho dấu rằng nó ở cái dạng mà viêm não Nhật Bản B hoặc là viêm màng não, đại não phát triển không đều khắp. Thì cái toa này căn cứ vào cái toa của ngũ du huyệt mà chúng ta đưa được, tìm được cái toa của lục khí chúng ta và ổn định các huyệt, thì như vậy là nó ổn định luôn tất cả các bệnh mà đã được đưa ra. Khó không quý vị? Đó là cái dạng mà phân tích để từ từ rồi có rất nhiều toa khác mà chúng ta căn cứ vào cái toa của ngũ du và chúng ta đưa cái dạng lục khí vào và chúng ta không loại bỏ huyệt nào hết mà chỉ có thêm huyệt mà thôi. Mà thêm huyệt như vậy là nó ổn định cái gì? Nó ổn định bộ thổ nè, ổn định bộ thử nè, ổn định bộ hỏa nè, ổn định bộ thủy nè, bộ mộc, bộ kim. Thì tất cả những huyệt này nó ổn định được cái phần mặt của lục khí. Mà khi quý vị lúc ban đầu bộ thổ nó hữu lực vô lực cũng đều sử dụng cái phương này. Tôi không muốn quý vị nhớ, tôi không muốn quý vị nhớ, bởi vì nhớ như vậy chúng ta bị kẹt, kẹt cứng ở cái chỗ là không có linh động được. Lục khí là dịch, lục khí là biến, lục khí là chuyển. Do đó cho nên một bộ hỏa thổ kim thủy thử thủ châm túc châm âm châm dương châm, quý vị nắm vững cái căn bản đó, huyệt lục khí học cho thật thuộc là quý vị có thể phân tích được cái toa châm của ngũ du. Chúng ta loại bỏ huyệt cục bộ không cần học, và nếu quý vị nào dùng kim tuyệt đối không được châm xuyên huyệt. Nhớ điều đó cho tôi. Chúng ta dán sao lông bát mà nó nối huyệt được, tức là làm một miếng bờ nối phong trì với lị đại trùy được hết trơn, đâu có cái gì đâu. Mà trên con đường đi nguyên một miếng sao lông bát từ phong trì nối đến đại trùy, nó còn đi qua rất nhiều huyệt khác nữa, mà nó chỉ là huyệt cục bộ mà thôi và không cần nhớ tên huyệt. Tác dụng rất là cao thưa quý vị. Nha. Tôi không có muốn quý vị học thuộc cái toa này, bởi vì lục khí không có toa. Nó chỉ có cái toa căn bản là 13 huyệt thủ châm, 13 huyệt âm châm, túc châm, dương châm. Thế thôi. Phương pháp 1 và phương pháp 2. Thế là đủ rồi. Thì tôi tổng gom lại những cái phần mà điều trị bệnh nào, rồi cục bộ huyệt ra làm sao, và huyệt ngũ du sử dụng như thế nào khi đưa vào lục khí. Không loại bỏ huyệt nào hết. Và nếu loại bỏ thì chúng ta lấy cái căn bản của nó là gì? Chủ kinh có du hay là không có du. Thế thôi. Nha. Bây giờ vừa rồi cái toa này là cái toa lấy bộ thủy làm chủ kinh mà không có du theo cách 1. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem cái cách 2 nó như thế nào. Nha. Theo cách 2 thì bộ thủy có du, như vậy là thêm một thái. Thấy ghê. Thêm một thái ghê nha, tức là bỏ huyệt. Bỏ huyệt. Ok. Nếu thêm một thái ghê thì giữ huyệt. Giữ huyệt ok. Nếu thêm một thái ghê và giữ huyệt ok thì ở trên kinh vị thêm du huyệt, đúng không? Thêm du huyệt của vị là hàm cốc. Hàm cốc.
Âm Bào thêm Du Việt là Đại Lăng. Rồi, bây giờ chúng ta xem. Theo cách 2 thì nếu giữ Kim Mộc làm phụ kinh có Du thì bỏ Việt Thần Môn. Bỏ Việt Thái Bạch. Quý vị thấy không? Thêm Việt gì? Ở đây chúng ta thêm Việt. Ở đây chúng ta có thấy xung và đây có chung chữ. Bây giờ thêm Du Việt. Bằng Quang là Thúc Cốt. Thúc Cốt có rồi. Có Du Việt Thái Nguyên rồi. Xong. Đây là cách 2. Các Việt kia vẫn giữ không, không có. Không có đổi. Chỉ giữ cái Du Việt. Đổi Du Việt mà thôi. Nếu như cách 2 mà lấy Kim Mộc Phụ Kinh không có Du, giữ Thổ Thượng có Du nha, thì ở Kim Mộc bỏ gì? Bỏ Thái Uyên, bỏ Phúc Cốt, bỏ gì nữa? Bỏ Thái Xuân, bỏ Trung Chữ. Thêm cái gì? Thêm Thần Môn, thêm Du Huyệt của Đợm là Túc Lâm Khấp. Thêm cái gì? Thêm Du Huyệt của Đại Trường là Tam Giang nha. Thêm Du Huyệt của Tỳ là Thái Bạch. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà từ cách 1 chúng ta biết cách sử dụng, cách 2 biết cách sử dụng. Đó là mục đích mà tôi phân tích cái tòa của Ngũ Hành. Mà tổng gom lại thì quý vị sẽ thấy nó rõ nét lắm. Nhưng nếu quý vị dở các tòa, cũng là tòa này ở trong trong cái phương điều trị bệnh vùng đầu, mà như là cái bệnh đau đầu không thôi thì nó chỉ rất là ít thôi. Rồi quý vị sẽ dòm nó, rồi nó dòm quý vị không biết cách làm sao. Thì mà đưa lục khí vào thì quý vị sẽ thấy rõ nha. Thì bây giờ bữa nay tôi trình bày tiếp hai bộ Kim Mộc. Tuần vừa rồi chúng ta sử dụng hai bộ gì? Thủy Hỏa. Phải không? Thổ Thử phải không? Rồi bây giờ chúng ta đi Kim Mộc nha. Tôi dự định là bữa nay tôi đi luôn hai bộ Thủy Hỏa và Kim Mộc nha. Để tuần sau chúng ta học cái phần khác. Kim Mộc thì tôi xem cái hình ở đây là bốn hình. Bây giờ quý vị lưu ý ở hai cái bộ Kim Mộc. Tôi đã trình bày từ lâu rồi, bây giờ tôi hỏi là quý vị, khi nào chúng ta sử dụng hai bộ Kim Mộc? Thì đương nhiên là Kim Mộc hai bộ quan rồi. Nó có tất cả bao nhiêu cách? 7 cách. Khi quý vị sử dụng một bộ thì nó có 6 cách. Nhưng khi quý vị sử dụng hai bộ thì nó okay. Nó thêm một cái cách nữa, tức là 7 cách. Tôi ôn lại. Trước hết là chúng ta so sánh, khi nghe mặt chúng ta so sánh hai bộ Kim Mộc với nhau thì nó sẽ có 7 nét căn bản. Thứ nhất, Kim Mộc nó mạnh bằng nhau, nó gọi là hữu nhược hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại vô lực. Thí dụ ở đây nó đi càn, ở đây nó đi khảm, ở đây nó đi vô lực nha. Hai bộ quan hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại vô lực. Đó là cái thứ nhất. Thì quý vị phối hợp Kim Mộc với nhau. Khi sử dụng bộ Kim, quý vị để cho quý vị trên lâm sàng quý vị dễ nhớ
thì quý vị đánh bộ kim 13 huyệt thủ châm. Sau đó rồi đánh tiếp bộ mộc 13 huyệt thủ châm là không có bao giờ nhầm lẫn. Nha. Rồi. Khi mà chúng ta sử dụng kim mộc làm chủ kinh thủ châm, chúng quý vị sử dụng bộ mộc trước hoặc là bộ kim trước, sau đó rồi làm đầy đủ hai bộ kim mộc thì quý vị sẽ không bao giờ thiếu huyệt thủ châm. Túc châm cũng vậy, dương châm cũng thế và âm châm cũng thế. Thứ nhất là kim mộc hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại vô lực. Thứ hai, kim mộc hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại cũng hữu lực. Ví dụ ở đây đi khảm, ở đây đi đoài, ở đây đi tốn và ở đây nó đi đi khảm. Hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại cũng hữu lực nhưng không bằng. Đây là cái cách thứ hai. Đây là ví dụ để cho quý vị thấy. Thứ ba là kim mộc hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại vừa hữu lực vừa vô lực. Ví dụ như ở đây đi khôn và ở đây đi chấn, ở đây đi tốn và đây đi khảm. Tức là hai bộ hữu lực nhất so với bốn bộ còn lại vừa hữu lực vừa vô lực. Cách thứ tư là hai bộ quang vô lực so với bốn bộ còn lại cũng vô lực nha. Thí dụ cũng là đi khôn nha. Quý vị lưu ý ở bên bộ huyết theo như thí dụ này thì quý vị thấy nó vô lực. Nhưng cái vô lực của nó có cái phần khác trong đó. Có cái cứng và có mềm. Có cái bộ đi cứng và có bộ đi mềm. Thì bộ đi mềm nó ít bệnh hay là nhiều bệnh hơn bộ đi cứng? Mặt đi mềm hơn cũng là vô lực, mà đi mềm hơn thì dễ chữa hơn là mặt đi cứng. Tại sao? Mặt đi cứng thuộc hàn, mặt đi mềm thuộc nhiệt. Khi có nhiệt rồi thì tất cả mọi vật nó đều tan, đều chảy. Nó đi mềm, có cái dương ở trong đó. Nhưng khi mà nó hàn, nó cứng, như đông đá chẳng hạn, nó cũng cứng nhưng mà nó lạnh, nó hàn. Thì cái lạnh, cái hàn, cái cứng đó là nó khó chữa hơn cái mềm. Tức là ở dạng vô lực. Thì vẽ quẻ tượng thì nó giống nhau, thế nhưng mà nghe mặt thì nó có khác nhau. Hơn nữa, quý vị, khi quý vị nghe mặt, quý vị cũng nên so sánh giữa, tuy rằng nó vô lực, nhưng mà cái vô lực này và cái vô lực này, chúng ta thấy nó vô lực nhưng mà có dạng trầm. Cái vô lực này có nhưng mà dạng phụ. Thì so sánh giữa hai cái này và hai cái này nha, thì chúng ta chọn hai cái này bởi vì nó ngang bằng nhau. Vô lực nhất so với bốn bộ còn lại vô lực. Cái vô lực này nó nương nơi cái hành khắc của nó mà chúng ta thấy có hữu lực. Để quân bình nó thì chúng ta chọn kim mộc. Khi kim mộc được chọn thì thổ thử và thủy hỏa được quân bình. Rồi, cái cách thứ năm là vô lực nhất so với bốn bộ còn lại hữu lực. Nha. Đương nhiên chúng ta sẽ chọn kim mộc làm chủ kinh. Và cách thứ sáu là kim mộc vô lực nhất so với bốn bộ còn lại vừa hữu lực vừa vô lực. Thí dụ như vậy. Cách thứ bảy là so sánh giữa hai bộ kim mộc mà thôi. Là một cái hữu lực nhất và một cái vô lực nhất. Ví dụ như ở đây đi càng, ở đây đi khôn. Thì đây là cái cách thứ bảy để quân bình kim mộc. Quân bình kim mộc đây rồi thì bốn cái kia tự nó cũng sẽ quân bình. Quý vị đồng ý không? Nào, bây giờ chúng ta đi vào bài.
Nếu lấy kim mộc làm chủ kinh thì thủ châm nó sẽ là phế. Bên này là tâm tiêu. Bên này là tâm bào. Bên này là đại trường. Bên này là tiểu trường. Và bên này là tâm. Ở đây là thủ châm, bên này túc châm nha. Túc châm. Thì túc châm bên đây nó sẽ là kinh can. Bên này nó sẽ là kinh bàng quang, túc châm. Trên này là vị, bên này là tỳ, bên này là thận, và bên này là động. Nên là thủ châm, này là túc châm. Cái này là dương châm. Dương châm thì chúng ta giữ đại trường, tam tiêu, tiểu trường. Bên này chúng ta đổi, tức là sử dụng vị, bàng quang và đờm. Phần này thuộc âm châm. Âm châm thì chúng ta giữ cái âm, tức là tỳ can thận giữ vào. Bên này chúng ta đưa cái âm vào, tức là sử dụng kinh tâm bào, tế và tâm. Thủ châm, kim mộc làm chủ kinh, cách hai có dụng. Như vậy tam tiêu và phế sử dụng tuẫn vinh du kinh hợp của kinh âm. Kinh dương chúng ta có tuẫn vinh du nguyên và kinh. Theo cách hai, chúng ta lấy thủy hỏa làm phụ kinh có du. Thổ thử không có du. Thổ thử không có du thì nó sẽ có hai huyệt kim mộc. Cái này tôi gom nó vô ở trong một bộ này. Nha. Đúng ra là tôi phân tích bộ kim thủ châm rồi đến bộ mộc thủ châm có dù. Bây giờ tôi tổng gom lại để cho quý vị nhìn. Trước là chúng ta phân tích ra làm hai, bây giờ tổng gom lại để cho nó nhanh và quý vị đã có, đã biết rồi. Phần cuối cái này thì chúng ta sẽ đi vào giám huyệt để thực hành nha. Rồi, chúng ta xem kim mộc. Nếu tính riêng thì kinh phế, tính vinh du, kinh và hợp. Kinh tam tiêu chỉ có du về thôi, nếu tính riêng nhé. Kinh tam tiêu chỉ có du về thôi. Hai cái anh này có du, hai anh này không có du, chỉ có hành kim. Anh này có du thêm nguyệt kim. Anh này có du thêm nguyệt kim. Hiểu rõ chưa? Đó là tính riêng bộ kim. Bây giờ đưa, nếu tính riêng bộ mộc thì ở trên kinh tam tiêu chúng ta tĩnh vinh du nguyên và kinh. Kinh phế chỉ có du, hai kinh tâm bào phụ kinh có du thêm huyệt, thêm huyệt mộc. Ở trên kinh đại trường và kinh tâm không có du thêm huyệt mộc. Bây giờ tổng gom hai cái này lại thì đại trường có kim mộc, tâm có kim mộc, tâm bào có du và có kim mộc, tiểu trường có du và có kim mộc. Bây giờ chúng ta tính cái nét, tính kinh tâm, kinh phế tính thì có huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Như vậy là thấy, chúng ta thấy kinh tâm tiêu chúng ta sử dụng luôn một lúc tính vinh du nguyên kinh hợp, đúng không? Vâng ạ. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem ở thủ châm, thủ châm phế, thủ châm kim thì có huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Bây giờ thủ châm của kinh tâm tiêu thì có huyệt gì? Huyệt tĩnh. Huyệt tĩnh của kinh tâm hành mộc. Kinh tâm có kim mộc mà. Thì như vậy là huyệt tĩnh của kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh đại trường. Đây là thủ châm
kim mộc phối hợp. Thành ra khi mà gom cái này lại thì quý vị hơi rắc rối, nhưng mà tách nó ra. Thành ra tôi khuyên quý vị là sử dụng bộ kim trước, thủ châm 13 huyệt cứ đã, sau đó rồi đánh tiếp bộ mộc và thủ châm 13 huyệt cứ đã cho nó ổn định đầy đủ. Khi quý vị quen rồi thì quý vị sử dụng một lúc kim mộc thủ châm. Bằng cách nào? Bằng cách là phế tĩnh vinh du kinh hợp, kinh tăng tiêu tĩnh vinh du nguyên kinh, tĩnh kinh âm đưa về thảo kinh dương là tĩnh vinh du nguyên kinh hợp của kinh tăng tiêu, thủy hỏa phụ kinh có du, thì như vậy là kinh tâm bằng có du có kim có mộc, kinh tiểu trường có du có kim có mộc, ở kinh đại trường không có du, nó chỉ có hai huyệt kim mộc, kinh tâm không có du, nó chỉ có hai huyệt kim mộc mà thôi, đúng không ạ? Khi trong huyệt mộc của kinh tâm đó chính là tĩnh của kinh âm đó, nó sẽ phối hợp với huyệt hợp của kinh đại trường, xong tức là thủ châm hai bộ kim mộc cùng phối hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói đến thông huyệt, chúng ta thấy khi sử dụng thủ châm thì cái thông huyệt của nó nằm ở túc, nhớ cái đó, thông huyệt tức là nó nằm ở trên thông kinh, mà thông kinh của nó chính là ở túc. Ở đây thủ châm thì nó sẽ đi đến thông kinh, tức là nằm ở túc, và thông huyệt nó cũng nằm ở túc. Thì quý vị loại bỏ cái anh nào không có du, ở đây thổ thử không có du, thì ở trên túc của tỳ không có du, ở trên túc của đẩm không có du. Còn bốn kinh còn lại thuộc dương và âm, nó là kinh vị có du, kinh bàng quang có du, kinh can có du và kinh thận có du. Đó là đưa thông kinh và thông huyệt vào trong trường hợp đánh hai bộ này. Quý vị rõ chưa? Bây giờ chúng ta nói đến túc châm. Túc châm thì chúng ta lấy kinh bàng quang và kinh can làm chủ kinh. Thì như vậy đưa hai bộ một lúc vào đây nha. Kinh bàng quang chúng ta sẽ châm gì? Tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Kinh can chúng ta sử dụng tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Tĩnh của kinh âm đi với huyệt hợp của kinh dương, như vậy thêm huyệt hợp nữa. Như vậy kinh bàng quang châm đủ 6 huyệt. Rõ chưa? Lấy thủy hỏa làm phụ kinh có du, đỡm và tỳ không có du. Như thế thì tất cả bốn kinh kia đều châm hai huyệt kim mộc. Quý vị thấy chưa? Ở đây là huyệt hợp nối với huyệt tĩnh của anh này. Bây giờ chúng ta thấy cái anh tĩnh nào mà nó liên quan đến túc châm 13 huyệt nữa là kinh tĩnh của kinh can, nó huyệt hợp của kinh bàng quang rồi. Tĩnh là nào nữa? Tỳ. Tĩnh anh tỳ thuộc hành kim. Chúng ta thấy có kim mộc này, kim này. Tĩnh của kinh tỳ, như vậy nó sẽ nối với huyệt hợp của kinh đẩm. Như vậy là 13 huyệt, đúng không ạ? Hai bộ với nhau thủ túc. Khi mà đánh như vậy á thì quý vị nó có cái lợi, ok, nó có cái lợi là giảm bớt du huyệt, thế thôi, giảm bớt một vài cái du huyệt. Quý vị làm thì quý vị sẽ thấy đến đây quý vị sẽ thông kinh và thông huyệt. Ở đây là túc châm thì huyệt thông kinh của nó phải nằm ở thủ. Huyệt thông của nó chúng ta lấy cái anh nào phụ kinh không có du chúng ta loại bỏ, tức là kinh tâm không có du, kinh đại trường không có du, chúng ta loại bỏ. Còn lại bốn kinh thuộc thủ có du, chúng ta sử dụng tâm bào, đại lăng, phế,
Thái Nguyên, Tam Tiêu và Tiêu Trường. Quý vị thấy không? Rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi đến phần âm châm, dương châm. Dương châm thì chúng ta lấy căn bản là chủ kinh, kim mộc, 12 huyệt, bao gồm bàng quang, gồm có hắc tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Kinh tam tiêu gồm có tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Không có việc hợp nha. Lưu ý, dương châm không có việc hợp. Rồi, bây giờ chúng ta liên quan đến, nói đến bốn cái kia. Trong đó thủy hỏa, phụ kinh có du. Hàn này không có du, thổ thử không có du. Như vậy là chúng ta còn lại bốn kinh đó, chúng ta thêm hai huyệt kim mộc. Đến đây là đầy đủ hai bộ kim mộc dương châm, mà lấy chủ kinh kim mộc, phụ kinh có du là thủy hỏa. Bây giờ chúng ta dùng thông kinh và thông nguyệt. Ở đây là dương châm thì thông kinh của nó là hệ âm, thông nguyệt của nó là chúng ta loại bỏ huyệt, cái kinh nào mà không có du, tức là kinh tỳ không có du, kinh tâm không có du, còn lại bốn kinh âm có du, đó là tâm bào, phế, can và thận. Bây giờ đưa kỳ kinh bắt mặt vào trong này thử xem. Can nào có du, đưa kỳ kinh vào. Chúng ta xem nha. Bốn anh có du, tức là kim mộc và thủy hỏa. Bàng quang có thanh mặt nha. Ở đây bất cứ như dạng nào mà có kỳ kinh, đưa chiếu hải thanh mặt vào đi. Kinh tam tiêu có du, thêm anh ngoại quan. Tiểu trường có du rồi, tức là việc thổ khê, là việc kỳ kinh. Ở kinh đợt có du rồi, tức là việc tung năm khẩu. Đúng không ạ? Bây giờ thông kinh tức là đưa kinh âm vào. Đưa kinh âm vào thì ở trên kinh này là kinh tâm bào, có huyệt du là đại lăng, thêm huyệt nội, nội quan. Ở trên này chúng ta có huyệt thân mật, chiếu hải vân vân, mà có huyệt thận, kinh thận, có du nhưng không có huyệt kỳ kinh. Đúng không ạ? Anh này ở trên kinh can không có huyệt kỳ kinh. Ở kinh phế có du, tức là Thái Nguyên, có huyệt kỳ kinh là huyệt khuyết. Rõ chưa? Rõ. Rồi bây giờ chúng ta qua đến phần của âm châm. Âm châm thì chúng ta lấy phế và can làm chủ kinh. Ở kinh phế chúng ta có tỉnh, vinh, du, kinh và hợp. Kinh can cũng có tỉnh, vinh, du, kinh và hợp. Hai kinh này có tỉnh là kinh âm, thì chúng ta sẽ có việc hợp của kinh dương. Việc hợp kinh dương đó là cứng bằng quang, hợp bằng quang và hợp của tám tiêu. Thủy hỏa phụ kinh có du thì thổ thử không có du, tất cả đều sử dụng kim mộc. Như vậy là du cộng kim mộc, du cộng kim mộc, ở đây chỉ có kim mộc mà thôi. Quý vị nắm chưa? Bây giờ thông kinh. Ở đây là âm châm thì chúng ta sử dụng phần dương kinh, chúng ta thông kinh. Và thông nguyệt, chúng ta sẽ chọn cái anh nào không có du, chúng ta loại bỏ. Đó là thổ thử. Thì đó là kinh đởm, kinh đại trường, không có du. Còn là bốn kinh dương, vị, bằng quang, tiểu trường và tam tiêu có du huyệt, đó là thông nguyệt và thông kinh. Kỳ kinh bắt mặt được tính như thế nào? Cái nào có du thì đưa kỳ kinh vào,
Phế có du, có hợp liệt khuyết. Can có du nhưng không có kỳ kinh. Kinh tâm và kinh đởm ở đây không có du, thì như vậy huyệt túc long khắp không được xài. Đại trường và tỳ, tỳ không có du thì như vậy huyệt cung tôn không được xài. Ở đây vị và tâm bào như vậy có du, có huyệt nội quan. Thận và tiểu trường có du tức là huyệt. Ok. Nha. Thì đến đây là tôi trình bày xong hai bộ kim mộc phối hợp với nhau và sử dụng huyệt kỳ kinh. Nha, lạc hết thì quý vị thông rồi, tôi không có nói nữa. Đúng không ạ? À? Mà ở đây tôi muốn giới thiệu đến hai bộ phối hợp một lúc để cho quý vị có một cái nhìn rõ ràng. Nếu như không phân tích từng phần một, từng phần bộ kim, từng phần bộ mộc mà đùng một cái đưa kim mộc vô thì quý vị sẽ dễ nhầm. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp hai bộ thổ thử, à thủy hỏa. Thủy hỏa nha. Thủy hỏa thì chúng ta sẽ chọn thủ châm, tức là tâm bào, phế và tâm. Đại trường, tam tiêu và tiểu trường. Túc châm chúng ta sẽ chọn vị bàng quang, đởm. Bên này chúng ta sẽ có tỳ, can và thận. Bên này là dương châm. Dương châm thì chúng ta sẽ chọn vị bàng quang và đởm. Đại trường, tam tiêu và tiểu trường. Âm châm thì chúng ta sẽ chọn tâm bào, phế và tâm. Bên này chúng ta có tỳ, can và thận. Nào, bây giờ chúng ta lấy thủ châm, thủy hỏa đi cùng một lúc nha. Thủ châm, thủy hỏa. Bộ hỏa chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Bộ thủy chúng ta có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Chúng ta lấy thổ thử làm phụ kinh có du. Có du. Thì tất cả bốn kinh, đại trường, tam tiêu, phế và tâm đều phải có hai huyệt thủy hỏa. Như vậy chúng ta có đại trường, có du, có thủy, có hỏa. Tâm chúng ta có du, có thủy, có hỏa. Phế chỉ có thủy hỏa mà thôi. Đến đây chúng ta sẽ có tĩnh kinh âm và hợp kinh dương. Ở kinh phế, ở trên kinh tâm bào chúng ta có tĩnh của kinh âm, thì như vậy có huyệt hợp của kinh dương. Như vậy kinh tiểu trường có đầy đủ 6 huyệt. Kế đến là chúng ta thấy kinh phế có thủy hỏa, tức là tĩnh kinh âm là huyệt tĩnh đó, là hành thủy, thì như vậy nó sẽ vào thủy này, thì như vậy nó sẽ được hợp với huyệt hợp của kinh kinh tâm tiêu. Thì đến đây là chúng ta thấy nó có đầy đủ bộ thủy, bộ hỏa, thủ châm. Thông kinh, khi đưa thông kinh vào thì quý vị sẽ chọn, vì là thủ châm cho nên thông kinh của nó phải nằm ở túc. Cái anh nào không có du huyệt loại bỏ, không chọn. Ở đây chúng ta thấy thủy hỏa
ở đây chúng ta thấy kim mộc không có, không có du, như vậy là kim cang và kim bằng quang không chọn tới, và chúng ta chọn du huyệt của vị, du huyệt của đởm, du huyệt của kinh tỳ và du huyệt của kinh thận. Đưa cái kinh bắt mặt vào thì cái nào có du thêm vào, hai này không có du loại bỏ. Như vậy là chúng ta tuyệt đối không được sử dụng huyệt liệt khuyết, bởi vì liệt khuyết nếu sử dụng nó là lạc huyệt, nhớ nha, nó không thuộc diện kỳ kinh. Tam tiêu không sử dụng huyệt ngoại quan, nếu sử dụng thì nó là huyệt lạc và biến tất cả cái này đều là lạc huyệt hết, hiểu như này chưa? Thủy hỏa chủ kinh, như vậy thì chúng ta có kinh tam bào có huyệt nội quan kỳ kinh, kinh tiểu trường có huyệt du rồi, kinh thận không có huyệt kỳ kinh, kinh vị không có huyệt kỳ kinh, kinh đại trường và tỳ, kinh tỳ có huyệt thái bạch thì có huyệt công tôn, kinh tâm thêm kinh đởm, kinh đởm có du huyệt tức là huyệt tung lâm khắp. Xong chưa? Tôi đi như vậy nhanh không? Nhanh. Đi chậm lại phải không? Tuần sau đi chậm. Tuần sau cũng ra hai bộ khác nhưng mà đi thật là chậm, bởi vì nó rất là căn bản quý vị. Nào bây giờ chúng ta xem túc châm. Túc châm thì chúng ta thấy thủy hỏa làm chủ kinh, như vậy là kinh vị và kinh thận nó sẽ gồm có kinh vị gồm có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Kinh thận gồm có tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Tĩnh kinh âm, như vậy nó sẽ đi với huyệt hợp với dương, như vậy là kinh vị của nó sẽ đầy đủ 6 huyệt. Quay trong ngoài cái lục khí này ra, ở trong ngũ hành quý vị đâu có thấy cái tòa nào mà nó đi hết một kinh đâu, không có phải không? Không có, chỉ trên một kinh đó người ta châm 1, 2, cao lắm là 3 huyệt mà thôi. À, thành ra quý vị đến một cái phòng châm nào mà quý vị dòm, quý vị thấy ồ, tĩnh vinh vô kinh hợp, hay là tĩnh vinh vô nguyên kinh hợp, hay là đầy đủ các hành của một kinh là biết đồng môn rồi. Nào bây giờ chúng ta xem, lấy thổ thử làm phụ kinh có du thì kinh tỳ và kinh đởm, kinh can và kinh bằng quang tất cả đều sử dụng thủy hỏa. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Thông kinh và thông nguyệt. Ở đây là túc châm thì thông kinh của nó phải là thủ. 6 kinh ở thủ thì chúng ta loại bỏ cái ăn nào không có du, loại bỏ. Thì kim mộc không có du, như vậy tam tiêu loại bỏ, phế loại bỏ, tức là không châm huyệt thái uyên và không châm huyệt trung chữ. Nếu châm là sai. Nha. Rồi, thông kinh rồi và thông huyệt thì như vậy chúng ta sẽ châm du huyệt của kinh đại trường, du huyệt kinh tiểu trường, du huyệt của kinh tâm bào và du huyệt của kinh tâm. Bây giờ đưa cái kinh bát mạch vào thì cái anh nào có du là chúng ta châm thêm để mà xét cái đó là kỳ kinh. Như vậy là kinh phế không được châm liệt khuyết, kinh tam tiêu không được châm huyệt ngoại quan, thì chúng ta có tâm bào châm huyệt nội quan, phải không ạ? Kinh tiểu trường châm huyệt thổ khê, kinh đởm thì có du rồi thì đó là túc lâm khắp, kinh tâm không có huyệt kỳ kinh, kinh tỳ có du rồi thì thêm huyệt công tôn. Rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua dương châm. Dương châm, điểm đặc biệt của dương châm là không có huyệt hợp, nắm cái đó. Mà bây giờ lấy thủy hỏa làm chủ kinh. Thủy hỏa chủ kinh thì chúng ta thấy nó có những cái nét như thế nào? Đều có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Kim mộc phụ kinh không có du. Thổ thử phụ kinh có du.
đó trong hai huyệt thủy hỏa. Không có tĩnh kinh tâm, đương nhiên là không có huyệt hợp kinh dương. Ở đây quý vị nét tính nét tĩnh kinh tâm hợp kinh dương chưa? Chúng ta xem ở trên kinh thật thì chúng ta có thật hợp đây rồi. Rồi gì nữa? Ở trên kinh gì? Kinh can phải không? Tĩnh kinh can hành hóa. Tĩnh kinh can thì trong huyệt hợp của kinh bằng bằng quan. Đúng không? Thủy hóa và hợp là đủ 13 huyệt túc châm. Hai bộ là 26 huyệt. Đó, bây giờ chúng ta trở lại cái phần này. Ở đây chúng ta thấy thông kinh. Huyệt chúng ta sử dụng xong rồi, bây giờ chúng ta thông kinh. Thông kinh thì sao? Thông kinh thì những kinh nào không có du loại bỏ. Ở đây là dương châm thì thông kinh của nó là hệ âm. Hệ âm mà kinh nào không có du, tức là chúng ta xem kinh mộc như vậy là kinh can và kinh phế không có huyệt du. Còn lại bốn kinh âm kia, đó là kinh tỳ, kinh tâm bà, kinh thận và kinh tập là có du huyệt. Du huyệt đó chính là thông huyệt. Khi kinh bắc mạch thì sẽ được tính, kinh tâm tiêu không được tính ngoại quan, kinh phế không được tính liệt huyết. Thế rồi, kinh tỳ được phép châm công tôn, kinh tâm bào được phép châm nội quan, tiểu trường đã có hậu khe rồi, và kinh đợm có túc lâm khắp rồi. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua phần âm châm. Âm châm thì được tính như thế nào thưa quý vị? Chúng ta lấy thủy hỏa làm chủ kinh. Thì âm châm nó có 14 huyệt, đúng không? Kinh tâm bào sẽ được sử dụng tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Kinh thận cũng vậy, tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Tĩnh kinh âm, tức là tĩnh của kinh tâm bào, nó sẽ được tĩnh với huyệt hợp của kinh tiểu trường. Hợp của tiểu trường. Tĩnh của kinh thận, nó sẽ được hợp với huyệt hợp của kinh vị. À, xin lỗi, hợp của kinh vị. Này là âm châm mà. Rồi, bây giờ chúng ta xem bốn kinh còn lại. Chúng ta lấy thổ thử có du phụ kinh, kim mộc không có du phụ kinh. Thì như vậy tỳ và tâm có du, bốn kinh phế can tâm và tỳ đều có hai huyệt thủy hỏa. Chúng ta thấy chưa? Rồi. Bây giờ nói đến thông kinh và thông huyệt. Đây là hệ âm châm, thì thông kinh của nó phải là hệ của dương châm. Sáu kinh dương. Và loại bỏ du huyệt của hai kinh nào? Thì chúng ta thấy cái gốc của nó, phụ kinh không có du, đó là kim mộc. Thì như vậy kinh tăng tiêu không có huyệt du, và kinh bằng quan không có huyệt du. Nếu trong du huyệt của một trong hai kinh này là sai. Nắm cái cảnh bản đó. Bây giờ chúng ta đưa cái du huyệt của đại trường nè, du huyệt của vị nè, du huyệt của đởm nè, và du huyệt của tiểu trường là bốn cái thông huyệt. Đồng ý chưa? Rồi bây giờ chúng ta đưa kỳ kinh vào. Kỳ kinh bắc mạch thì không có được xét ở cái dạng kim mộc. Như vậy thì liệt huyết không được xét, tam tiêu không được xét. Chúng ta được xét tâm bảo, tức là nội quan. Chúng ta được xét công tôn thuộc tỳ. Chúng ta được xét du huyệt của đởm túc lâm khắp. Và chúng ta được xét hậu kê của tiểu trường. Thế thôi. Đến đây là coi như xong cái phần hai bộ của thủy hỏa. Như vậy là chúng ta đi chọn hai bộ thủy hỏa, kim mộc và thổ thử. Thổ thử tuần rồi. Hả? Ồ, cái kia là mới một bộ rưỡi hả? Thổ thử là một bộ rưỡi. Ồ, nếu như vậy tôi bị nhầm.
Nhưng mà không sao, không sao, không sao. Quý vị nắm được cái căn bản một bộ rưỡi của thổ thử, đúng không? Thì một bộ rưỡi của thổ thử như vậy, thì quý vị có cần phải giảng tiếp một bộ rưỡi của thủy hỏa và kim mộc không? Có cần không? Nếu cần thì chúng ta đi tiếp. Đằng này tôi tưởng rằng thì là hai bộ vừa rồi là thổ thử. Ok, như vậy là chúng ta đi hai bộ. Kỳ này chúng ta đi hai bộ mà lấy thủy hỏa và kim mộc. Ok, thế như vậy là tuần sau tôi thôi, giờ tôi đi luôn hai bộ, hai bộ của thổ thử nha. Ok, đi hai bộ thổ thử luôn. Rồi, bữa nay coi như dài giờ đi ha. Ok, rồi bây giờ đi vào hai bộ thổ thử. Thiệt tình, tôi lại cũng hay quên đó. Đi bộ rưỡi là tôi cứ nghĩ là hai bộ. Người hay quên là người sống xưa. Như vậy là bữa nay tôi đi coi như là hai bộ cái mộc thổ thử và thủy hỏa luôn nha. Ok, tuần sau trở lại bộ rưỡi thủy hỏa và kim mộc mà thôi nha. Thì vì để làm tài liệu thôi quý vị, thì quý vị nắm được hai bộ này rồi, quý vị trở lại một bộ rưỡi là càng dễ, đúng không? Rồi, nào bây giờ chúng ta nói đến hai bộ thổ thử mà thủ chân. Chị Diệp cười gì vậy? Nào bây giờ chúng ta lấy hai bộ thổ thử làm chủ kinh thủ chân nha. Thủ chân thì chúng ta có đại trường, tam tiêu, tự trường, tâm bào, vế và tâm. Hai bộ chủ kinh có du. Kỳ này chúng ta chọn thủy hỏa đi làm phụ kinh có du. Bây giờ chúng ta lấy đại trường làm chủ kinh có du. Chúng ta có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Kinh tâm, tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Tĩnh kinh tâm, hợp kinh dương. Như vậy nó thêm một việc khúc trình. Bốn kinh còn lại đều châm hai hành thổ thử. Thổ thử. Xong chưa? Rồi, chúng ta còn thấy thiếu một cái nét của tĩnh kinh tâm. Ở đây tĩnh kinh tâm rồi, còn tĩnh kinh tâm nào nữa, bởi vì nó thuộc về bộ thổ. Ở đây là bộ thử có tĩnh kinh tâm, bộ thổ của nó tức là tĩnh của kinh tâm bảo thành thổ. Như vậy là tĩnh gia thổ thử, thì tĩnh của kinh tâm bảo thì nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh tiểu. Được chưa? Rồi, ở đây là thủ châm. Chúng ta có 13 huyệt bộ thử, 13 huyệt của bộ thổ. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta xem là thông kinh. Thì kinh của bộ thủ châm đó là gì? Là túc. Trong 6 kinh dương, trong 3 kinh âm của túc và 3 kinh dương của túc, chúng ta loại bỏ cái anh nào? Thì chúng ta loại bỏ hai cái anh kim mộc không có du. Như vậy là kinh can không có du, kinh bàng quang không có du, chỉ có kinh vị có du, kinh tỳ có du, kinh thận có du và kinh động có du. Kỳ kinh bát mạch được tính ở cái nét là anh nào có du là được tính theo kỳ kinh bát mạch kèm theo. Kinh tỳ có huyệt công tôn, kinh vị không có du, ở đây kinh tâm bào có du thì có huyệt nội quan.
Tinh tâm có huyệt tốt lâm khắp, tức là thuộc tinh tâm. Và tiểu trường có huyệt thổ khê rồng nha. Tuyệt đối không được sử dụng vô huyệt của kim mộc. Thì như vậy liệt khuyết không xài, ngoại quan của kinh tâm tiêu không xài. Quý vị thông cái này chưa? Bây giờ chúng ta nói đến túc trầm. Túc trầm thổ thử. Thì như vậy chúng ta có hành tì, gan và thận. Ở đây chúng ta có đợm, có ăn bằng quan và quan vị. Thổ thử thủ châm, túc châm làm chủ kinh. Thì như vậy kinh tỳ chúng ta có tỉnh, vinh, du, kinh và hợp. Kinh đợm chúng ta có tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Tỉnh kinh âm tức là tỉnh kinh tỳ thì nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh đợm, tức là châm luôn một lúc 6 huyệt trên một kinh. Kim mộc không có du thì thủy hỏa có du. Bốn kinh vị can bằng quan và thận châm hai hành thổ thử. Rõ chưa? Rồi chúng ta tính thêm cái nét của tỉnh kinh âm và hợp kinh dương nữa, bởi vì ở đây nó mới có một mà thôi. Như vậy chúng ta thấy tỉnh của kinh tỳ là hợp với kinh động rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy thử tức là tỉnh của kinh thận đó nha, tỉnh của kinh thận thổ thử đó, thì huyệt thử của kinh thận tức là huyệt tỉnh. Thì như vậy là chúng ta có thêm huyệt hợp của kinh vị, hợp của kinh vị đó. Xong bây giờ thông kinh thì đây là túc châm, thì kinh thông của nó phải là thủ. Ba kinh âm và ba kinh dương thuộc thủ. Can nào không có vô tức là kim mộc, thì chúng ta có kinh tam tiêu không có huyệt du và kinh phế. Kinh phế tức là thuộc kim, không có du, không có huyệt trung chữ và không có huyệt thái huyệt. Còn lại bốn kinh tâm bào có đại lăng, tâm có thành môn, tiểu trường có hậu khê và đại trường có tam giác. Xong chưa? Giờ nói đến kỳ kinh bát mạch nha. Hả? Kỳ kinh bát mạch thì chúng ta có công tôn, có túc lâm khắp rồi. Hai anh này bỏ tức là phế và tam tiêu không xài, ngoại quan và liệt khuyết không đụng đến. Chúng ta có anh tâm bào là ngoại quan và chúng ta có hậu khê của tiểu trường. Xong chưa? Bây giờ chúng ta qua đến phần của dương châm. Dương châm thổ thử thì chúng ta có ăn gì? Đại trường, tam tiêu, tiểu trường. Bên này chúng ta có vị, bàng quang và đợm. Thổ thử làm chủ kinh thì chúng ta có dương, chúng ta có tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Xong chưa? Hai phụ kinh kim mộc không có du, vị và tiểu trường có du. Bốn kinh này chúng ta có hai hành thổ thử. Kinh dương không có huyệt hợp. Bây giờ chúng ta nói đến thông kinh, vì là hệ dương châm cho nên thông kinh của nó phải là hệ của kinh âm. Trong hệ kinh âm thì kinh nào không có huyệt du thì chúng ta lấy kim mộc phụ kinh không có du, chúng ta loại bỏ, tức là kinh can và kinh phế. Bốn kinh âm còn lại gồm có tỳ, tâm bào, tâm và thận có du huyệt. Bốn du huyệt ở trên bốn kinh âm đó nó là thông huyệt. Kỳ kinh bát mạch được tính loại bỏ cái ăn ngoại quan, loại bỏ cái ăn liệt khuyết. Giữ cái ăn nội quan, giữ cái ăn công tôn, giữ cái ăn túc lâm khắp và giữ cái ăn hậu khê. Xong. Chúng ta qua tiếp cái phần của âm châm. Âm châm thì bao gồm tỳ, can và thận, tâm bào, phế và tâm. Lấy thổ thử làm chủ kinh thì chúng ta có tỉnh, vinh, du, kinh và hợp. Tỉnh, vinh, du,
kinh vàng hợp. Tấn của kinh tâm nó sẽ hợp với huyệt hợp của đại đường. Tấn của kinh tỳ nó hợp với huyệt hợp của đờm. Hai phụ kinh kim mộc không có du, thì như vậy tâm bào và thận có du. Bốn kinh tâm bào, phế, can và thận đó có hai hành thổ tử. Khi chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta thấy nó hệ âm châm. Bây giờ thông kinh thì chúng ta sẽ chọn sáu kinh dương, đây là hệ âm, thì chúng ta thông kinh nó phải là hệ của dương. Hệ của dương của nó chính là gì? Loại bỏ hai huyệt du của dương, nó bao gồm huyệt chân kinh bàng quang và kinh tâm tiêu. Còn lại bốn kinh dương vị, tức là có huyệt thông, tức là huyệt du của vị, huyệt thông của đại trường là du, huyệt thông của đẩm và huyệt thông của tiểu trường. Thì kinh bát mạch được tính ở các kinh tâm bào, nội quan, tỳ, công tôn, loại bỏ phế và tâm tiêu nhé. Chúng ta có ăn đờm, túc lâm khấp và tiểu trường. Ok, đến đây là coi như tôi đi nhanh hai bộ, bởi vì hai bộ này quý vị cũng đã học rồi, nó ở phần một. Tôi đi như vậy là nhanh, tại vì lúc đầu tôi tính là tôi cũng quên luôn, tôi tưởng là ngày hôm nay đánh hai bộ thiệt, nhưng mà thôi, nhờ như vậy mà cũng ôn lại, phải không? Kỳ sau tôi sẽ trở lại một bộ rưỡi. À, có ai đi ngược không bị chơi? Thôi kệ, đi ngược cho nó vui. Kỳ sau chúng ta sẽ đi hai bộ, xin lỗi, đi một bộ rưỡi, mà một bộ rưỡi kiểu nó tức là kỳ rồi là đi thổ thử, phải không? Ok, tuần sau chúng ta sẽ đi bộ rưỡi của kim mộc và thủy hỏa nha. Rồi đồng thời quý vị ai rảnh có thể soạn dùm tôi cái bộ huyệt của ngũ hành, chữa bệnh gì để chúng ta cùng thảo luận cho nó vui nha. Ok, có ai thắc mắc gì bài học ngày hôm nay không? Không có, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ thực tập giảm huyệt ở trên cơ thể, và đồng thời sẽ đi thẳng vào ba bộ, tức là hai bộ này và theo dạng kim mộc thủy hỏa và thổ tử luôn. Không ai có gì thắc mắc, phải không? Giờ chúng ta ngưng ở đây nha. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin được giới thiệu hai bộ mặt mà chúng ta thực hành dán. Trước hết là lấy thủy hỏa nha. Bây giờ là chúng ta đã biết là thủy hỏa, tức là bộ mặt của nó nằm ở bộ thốn bên tay phải, tức là bộ hỏa. Bộ xích ở bên tay trái, tức là bộ thủy. Thì quân bình thủy hỏa thì chúng ta có bốn cấp. Cái thứ nhất là thủ châm. Bây giờ tôi trình bày thủ châm trước nha. Thì chúng ta lấy, quý vị nên đánh là bộ thủy, thủ châm nha. Nào, bây giờ chúng ta xem. Bộ thủy tức là kinh tiểu trường, thì chúng ta có tỉnh. Kế đến là vinh. Vì là cách hai cho nên chủ kinh có du. Kế đến là huyệt nguyên và huyệt kinh. Rồi, bây giờ hai phụ kinh thì chúng ta sẽ lấy kim mộc phụ kinh có du nha. Thì quý vị sẽ lấy mộc. Rồi, chúng ta sẽ lấy thủy trước nha. Thủy của hai phụ kinh, tức là huyệt nguyên của kinh tâm tiêu và thủy huyệt phụ kinh không có du, tức là đại trường. Rồi, bây giờ ở đối với kinh âm nha, thủ châm nha, mà bộ thủy nha, thì chúng ta thấy là bộ thủy, tức là thủy hỏa là chủ kinh, như vậy là kinh tâm bào có du. Vừa rồi là chúng ta chọn kim mộc phụ kinh có du, thì như vậy là kinh phế có du nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng huyệt hành thủy. Thủy huyệt của kinh tâm chính là huyệt hợp.
Rồi, thủy huyệt của kinh phế chính là huyệt tĩnh. Khi sử dụng tĩnh kinh âm thì chúng ta sẽ có huyệt hợp thiên tĩnh là kinh dương. Rồi, xong chưa? Rồi, bây giờ đây là bộ thủy thủ châm căn bản 13 huyệt. Bây giờ chúng ta lấy bộ hỏa thủ châm. Hỏa thủ châm thì lấy kinh câm tâm bảo, chúng ta có tĩnh. Vâng. Dù rồi, chúng ta có huyệt kinh và huyệt hợp. Kế đến là chúng ta phụ kinh có du, tức là kim mộc đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta sử dụng hỏa, thì hỏa huyệt của kinh phế là huyệt kinh, hỏa huyệt của kinh tâm là huyệt vinh. Khi sử dụng tĩnh kinh âm, tức là kinh tâm bồ lạc á, thì chúng ta có huyệt hợp thiên tĩnh tiểu hải. Rồi nào, bây giờ chúng ta phần thủ âm xong rồi, bây giờ chúng ta có đến qua kinh dương, thì chúng ta thấy kim mộc là phụ kinh có du, và bây giờ nó đang là huyệt thủy, bây giờ chúng ta sẽ có huyệt hỏa. Rồi hỏa huyệt của đại trường là huyệt kinh. Yeah. Nào bây giờ chúng ta đã xong cái bộ thủ châm thủy hỏa. Thì vừa rồi là tôi trình bày như vậy, quý vị đã thấy là nó có một cái căn bản là đánh bộ thủy trước, rồi đánh bộ hỏa sau. Khi quý vị quen rồi thì quý vị sẽ đánh thủy hỏa cùng một lúc, tức là bộ thủy chúng ta sử dụng hết tĩnh vinh du nguyên kinh, bộ hỏa tĩnh vinh du kinh hợp. Đó, khi chúng ta quyết định chọn bộ nào phụ kinh có du như kim mộc thì chúng ta có du, rồi tất cả quý vị đánh thủy hỏa cho tôi, như là bộ kim hỏa thủy, kinh đại trường thủy hỏa, kinh tâm hỏa thủy, kinh phế thủy hỏa. Đó thì cái căn bản nó là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến kỳ kinh bát mạch ở trên này đi ha. Kỳ kinh bát mạch thì chúng ta thấy cái nào có vô chính là ngoại quan là huyệt kỳ kinh. Rồi ở trên kinh tâm bào có vô, tức là huyệt nội quan. Kinh phế có vô, tức là có huyệt liệt huyết. Rồi bây giờ thông kinh nha, thông kinh tức là thủ châm, thì chúng ta sẽ lấy chọn huyệt ở túc. Hai bộ hai kinh nào không có du, tức là thổ thử không có du, kinh đại trường và kinh tâm không có du, thì thổ thử ở dưới túc không có du. Bốn kinh dương còn lại là có du, đó là thông huyệt. Rồi bây giờ thổ thử tức là kinh tỳ và kinh đợm không có du, do đó cho nên kinh bằng quang có vô, kinh vị có vô, đó, rồi kinh hận có vô, và kinh can có vô. Đó, quý vị thấy chưa? Nào bây giờ chúng ta chọn kỳ kinh bát mạch ở đây, thì bốn cái vô này là thông huyệt á. Chúng ta có chiếu hải thanh mạch. Đó, chiếu hải thanh mạch. Nào bây giờ kỳ kinh bát mạch thì chúng ta thấy ở túc nó chỉ có hai kinh mà có kỳ kinh thôi, tức là kinh tỳ và kinh đợm, tức là thổ thử, mà thổ thử ở đây không có xài đến bởi vì nó không phải là huyệt của thông kinh và thông mạch nha. Thì như vậy là phần túc coi như xong. Bây giờ quý vị, tôi sẽ trình bày lên về vấn đề túc châm. Nha, túc châm. Ok, túc châm bộ thủy hỏa. Rồi bây giờ á, căn cứ vào cái lối tính nhanh thì thủy hỏa quý vị sẽ chọn hai kinh vị và thận làm chủ kinh nha. Thủy hỏa tức là chúng ta có kinh vị tĩnh vinh du có rồi, đến huyệt nguyên và huyệt kinh nha. Rồi như vậy là phần túc dương hỏa. Bây giờ đến phần túc âm thủy thì chúng ta có huyệt tĩnh dũng tuyền, tĩnh kinh tâm thì chúng ta có huyệt hợp kinh dương. Nào chúng ta tiếp theo chúng ta có huyệt vinh
Dù có rồi, đến huyệt kinh và huyệt hợp âm cốc. Đó, thì đây là hai kinh thủy hỏa đã xong. Thì chúng ta sẽ chọn hai phụ kinh không có vô, loại bỏ ra. Đó chính là đởm và tỳ. Thổ thử, nha, nó kết hợp với ở thủ. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có vô ở bốn kinh dương khác. Ba kinh dương và ba kinh âm. Kinh bằng quang có vô rồi, đúng không ạ? Rồi, như vậy là kinh bằng quang và kinh đởm sẽ châm hai huyệt thủy hỏa. Thủy của bằng quang, hỏa là huyệt. Rồi, kinh đởm, hỏa là huyệt vinh. Hiệp khê. Thủy là huyệt dương phủ. Nào, bây giờ chúng ta qua đến kinh âm. Kinh thổ là phụ kinh không có vô. Rồi chúng ta sẽ có kinh can là có vô phụ kinh. Bây giờ ở tại kinh tỳ và kinh can, chúng ta lấy hai huyệt thủy hỏa. Giờ kinh tỳ trước. Thủy kim. Rồi, thủy tức là huyệt vinh. Hỏa chính là huyệt hợp âm dương tuyệt. Ở kinh can hỏa của nó là huyệt tĩnh. Wow, trời ơi, dính dữ vậy. Đại đường. Rồi, tĩnh kinh âm thì nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt thủy trung. Đó. Rồi, hỏa rồi chúng ta sẽ có huyệt thủy. Thì đây là phần tốt châm, căn bản của thủy hỏa đi cùng với nhau. Bây giờ chúng ta tính cái nét thông kinh. Tốt châm thì sẽ thông kinh với lệ thổ. Nha. Thổ thử không có du, thì như vậy thủ cũng loại bỏ hai kinh thổ thử không có du, tức là đại trường và tâm. Bốn kinh còn lại ở thủ, thì chúng ta thấy có tiểu trường, có du, tam tiêu có du. Nha. Rồi kinh tâm bào có vô và kinh phế có vô. Đó là thông huyệt, bốn này là gọi là thông huyệt. Bây giờ kỳ kinh bát mạch thì ở tốt chúng ta có chiếu hải thanh mạch rồi. Ok, thổ thử không có huyệt kỳ kinh. Bốn kinh thủ chúng ta có kinh có vô, tức là có nội quan, có liệt khuyết và có ngoại quan và hậu khê. Thì như vậy là tôi đã trình bày ở đây là thủ châm và tốt châm. Bây giờ quý vị coi lại dương châm và âm châm nhé. À, dương châm và âm châm của bộ thủy hỏa thì chúng ta thấy thủy dương châm nhé, thủy kinh tiểu trường, hỏa tức là kinh vị, thủy hỏa đi cùng. Hai phụ kinh không có du tức là đại trường tỳ thổ, tức là đởm, thổ thử là không có vô. Bốn phụ kinh còn lại là có vô, đó là đại trường, tâm tiêu. Đó là tâm tiêu, nha. Rồi tiểu trường, bên này có vị và bằng quang, là bốn kinh có vô. Yeah. Rồi, thế thì ở đây chúng ta thấy đây là dương châm, thì thông kinh của nó chính là âm. Nhiều chúng ta qua cái phần âm. Đó, mà thổ thử không có du thì như vậy kinh tâm không có du và kinh tỳ không có du. Bốn kinh còn lại thông kinh mà có du: tâm bào, phế, thận và can. Đó, thì từ cái phần dương đó chúng ta có thông kinh và thông huyệt. Rồi chúng ta thấy lấy âm châm thủy hỏa thì tâm bào thuộc hỏa, tĩnh vinh du kinh hợp, kinh thận. Đó, thủy, tĩnh, vinh, du, kinh hợp luôn. Phụ kinh, chúng ta có hai cái phụ kinh có du và hai cái phụ kinh không có du. Thổ thử không có du và kim mộc có du. Dùng âm châm, chúng ta chuyển qua thông kinh của dương mà đại trường thổ thử, đởm thổ thử không có du. Chúng ta có du, trung chữ, hậu khê, rồi thúc cốt và hàm cốc. Thế thì khi mà quý vị sử dụng thủ châm đi kèm với thúc châm
nó chính là dương châm và âm châm. Mà ở đây cái phương pháp này, quý vị dám thoải mái, ở cái chỗ là kinh nào cũng có việc test. Do đó cho nên tác dụng của nó rất là cao. Thế thì nếu như quý vị có gì thắc mắc ở trong cái bộ thủy hóa này, thì xin cứ trực tiếp email cho tôi Thảo, _đặng5@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin trình bày hai bộ tiếp theo. Mà vừa rồi là thủy hóa, thì bây giờ chúng ta nói đến thổ thử nha. Thổ thử thì nó có tất cả là 7 nét chính, là thổ thử hữu lực nhất, thổ thử vô lực nhất, và thổ hữu lực, thủy ra thử vô lực, vân vân. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần vận đạo cho nó nhanh. Bây giờ tôi xin giới thiệu phần dương châm. Dương châm, bộ thổ thử. Đổi cách chút xíu. Nào, dương châm thổ thử thì chúng ta thấy thổ, tức là lấy kinh Đại Trường, tịnh, vinh, vô, nguyên, và kinh. Đây là thổ. Chúng ta qua thử, tức là kinh đợm. Nha, kinh đợm. Chúng ta thấy tỉnh, tỉnh kinh đợm. Kế đến là vinh. Kế đến là vô. Đến là kinh. Và đến nữa là nguyên và kinh. Xong. Nào, bây giờ chúng ta còn lại 4 kinh dương. Nha. Thì 4 kinh dương này chúng ta sẽ chọn 2 kinh là phụ kinh có vô. Bây giờ chọn thủy hỏa có vô nha. Thủy tức là kinh tiểu trường. Hỏa chính là kinh vị. Là có vô. Như vậy thì chúng ta kim mộc không có vô. Như vậy là kim mộc và thủy hỏa chúng ta sẽ chọn 2 huyệt thử thổ. Nha, bởi vì lấy thử thổ làm chủ kinh. Rồi. Thử huyệt của tiểu trường. Thổ huyệt là huyệt nguyên. Kinh tam tiêu, thổ huyệt là huyệt vinh, thử huyệt là huyệt kinh. Rồi chúng ta xuống dưới đến túc nha. Đến túc thì kinh bằng quang nha. Thử huyệt là huyệt vinh, thổ huyệt là huyệt côn lôn, tức là huyệt kinh. Ở kinh vị, thổ là huyệt tấn, thử là huyệt nguyên, xuống dương. Đến đây là đầy đủ 2 bộ dương châm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta đi vào kỳ kinh bát mạch. Thì chúng ta nên lưu ý là chiếu hải và thân mạch là đi cùng với nhau. Rồi cái anh nào có vô thì anh đó trên kinh kỳ kinh có là chúng ta xài, tức là dưới chân nó chỉ có huyệt túc lâm khâm, bàn quan không có, vị không có. Ở tay chúng ta có hậu khê nha. Ở trên kinh tam tiêu vì là phụ kinh không có vô cho nên huyệt ngoại quan không có xài đến. Rồi như vậy là cái phần dương châm thổ thử xong. Bây giờ tôi sẽ trình bày bộ thổ thử của âm châm. Thông huyệt thì bây giờ đi sau cũng được. Thì mình sử dụng âm châm nó chính là thông huyệt. Bây giờ sẵn nói luôn đi thông huyệt đi nha. Rồi, thông huyệt thì chúng ta thấy lấy 2 phụ kinh không có vô. Tức là kinh kim mộc không có vô. Nha. Kim mộc không có vô thì như vậy là kinh can không có vô. Mà kinh can không có vô thì kinh tỳ thận có vô. Thấy bạn. Rồi xong. Nha. Kim mộc không có vô thì ở thủ, kinh âm hay âm á, thì như vậy là phế không có vô, thì như vậy là tâm bào và tâm có vô. Thì đây là thông huyệt. Thông kinh của nó là tâm bào thông kinh, tâm thông kinh, tỳ thông kinh và thận thông kinh. Thông huyệt của nó là đại lăng, thần môn, thái bạch và thái kệ. Đây là thông huyệt. Okay. Đường kinh nó thông và huyệt nó thông. Rõ chưa? À, đường kinh của nó thông là thông kinh.
thông huyệt. Rồi, nó bây giờ chúng ta thấy sau khi chọn thông kinh và thông huyệt rồi thì chúng ta chọn kỳ kinh bắt mạch luôn nha. Thì cái nào có vô chính là huyệt nội nội quan. Ở kinh tây chúng ta có huyệt công tôn, xong phải không ạ? Nào bây giờ chúng ta nói đến hệ âm châm. Hệ âm châm thì chúng ta chọn thổ thử. Ok, thì kinh kinh thử tức là ở thủ là huyệt tĩnh, tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương tức là cục trị, bao gồm vinh du có rồi tới huyệt kinh và huyệt hợp. Nào bây giờ ở phụ kinh không có du tức là kim mộc á, tức là kinh phế không có, thì như vậy kinh tâm bào và phế chúng ta chọn hai huyệt thổ thử. Thổ chính là huyệt tĩnh của kinh tâm bồ lạc, tĩnh kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp tiểu hải. Nào bây giờ chúng ta thổ rồi thì đến huyệt thử, huyệt thử của kinh tâm bào đó, kinh phế thử huyệt của nó là huyệt vinh, thổ huyệt của nó là huyệt hợp. Thì cái phần âm châm ở thủ xong, bây giờ âm châm ở túc, thổ thử làm chủ kinh có du, thì như vậy là chúng ta có kinh tây là ánh mặt, tinh kinh âm nó sẽ huyệt hợp với kinh dương tức là dương lăng tuyệt. Kế đến là huyệt vinh, huyệt du có rồi, nên là chúng ta có huyệt kinh và huyệt hợp âm lăng tuyệt. Nào bây giờ chúng ta có kim mộc phụ kinh không có du, như vậy là kinh can không có du, thì kinh thận và kinh can chúng ta sẽ sử dụng hai huyệt thổ thử. Thử huyệt của kinh thận là huyệt dũng tuyệt, khi sử dụng tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Rồi cái đó là huyệt thử, huyệt thổ của nó là huyệt kinh phục lưu. Như vậy là xong cái phần kinh thận. Bây giờ qua đến phần kinh can. Thổ chính là huyệt vinh, thử chính là huyệt kinh khúc trạch. Thì kinh bát mạch thì chúng ta thấy ở phần túc chúng ta có huyệt công tôn rồi, chúng ta có huyệt chiếu hải rồi, phải không ạ? Rồi về phần túc xong thì đến đây chúng ta thấy nó có tất cả là hệ âm châm. Thông kinh của nó chính là kinh tiểu trường nha, kinh đại trường, rồi kinh đởm và kinh kinh vị. Kim mộc không có, tức là kinh bằng quang không có, và kinh tam tiêu không có nha. Thông huyệt của nó gồm hậu khê, tam giang, hàm cốc và túc lâm khắp nha. Kỳ kinh bát mạch thì chúng ta ở túc chúng ta có túc lâm khắp, phải không ạ? Hậu khê rồi nội quan và công tôn. Thì quý vị lưu ý dương châm nó và phối hợp với âm châm nó chính là thủ châm và thủ châm. Thì quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi Thảo từ số 5 @gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin trình bày hai bộ kim mộc. Hai bộ kim mộc thì chúng ta cũng đã đánh từng bước là thủ châm, thủ châm, âm châm và dương châm nha, hoặc là dương châm hoặc thủ châm trước vân vân thì đều được cả, là tùy theo bệnh mà chúng ta ứng xử. Chúng ta có 7 nét căn bản chính, hữu lực, vô lực và một cái hữu lực và một cái vô lực. Nào bây giờ chúng ta nói về kim mộc. Bây giờ kim mộc thì chúng ta sử dụng thủ châm trước. Thủ châm của kim mộc tức là kinh tâm tiêu. Tam tiêu thuộc về mộc nha. Thì chúng ta có tĩnh vinh vì là chủ kinh có du, chúng ta có huyệt du, kế đến là huyệt nguyên và huyệt kinh. Rồi
Bây giờ chúng ta có hai phụ kênh tiểu trường và thổ. Bây giờ chúng ta lấy thử thổ làm phụ kênh có vô nha. Rồi chúng ta có huyệt tam giác. Như thế thì ở kinh đại trường và kinh tiểu trường chúng ta sử dụng hai huyệt kim mộc. Mộc huyệt của tiểu trường là huyệt vinh. Ok, huyệt kim của tiểu trường là huyệt kinh. Rồi. Ở kinh đại trường, huyệt kim chính là huyệt tĩnh. Và huyệt mộc chính là huyệt nguyên. Như vậy là phần thủ dương xong. Bây giờ chúng ta qua phần thủ âm. Nha, vì là kim mộc đi chung cho nên kinh phế. Chúng ta sẽ đánh chọn kinh tĩnh. Tĩnh kinh âm, nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Thiền tĩnh. Kế đến là vinh. Vô. Kinh. Và huyệt hợp. Nào bây giờ phụ kinh có vô tức là thổ thử. Như vậy là kinh tâm có huyệt vô. Nào, kinh tâm bào và kinh tâm sẽ chọn hai huyệt kim mộc nha. Mộc huyệt của kinh tâm là huyệt tĩnh. Khi sử dụng tĩnh kinh tâm thì chúng ta sẽ phối hợp với huyệt hợp của kinh đại trường. Nào, bây giờ chúng ta vừa rồi nó làm mộc thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm huyệt kim. Ở trên kinh tâm bào là huyệt lao cung, là huyệt vinh và huyệt hợp mộc khúc trạch. Rồi bây giờ chúng ta nói đến thông kinh nha. Thông kinh thì chúng ta thấy thủy hỏa không có vô, thì như vậy từ thổ thủ châm thông kinh của nó phải là túc, thì thủy hỏa không có vô chính là kinh thận và kinh vị. Còn lại bốn kinh kia đâu có vô nha. Chúng ta có mộc có vô, thổ có vô, thử có vô và kim có vô. Thì bốn huyệt vừa rồi chính là thông huyệt. Bây giờ chúng ta xét đến kỳ kinh bát mạch thì chúng ta có thân mạch, chiếu hải. Ở tay thì chúng ta sẽ có, ở chân vừa rồi thì chúng ta có huyệt thêm huyệt công tôn và huyệt túc lâm khắp vừa rồi. Ở tay thì chúng ta có du huyệt tức là kinh phế, như vậy có liệt khuyết. Rồi ở trên kinh tam tiêu chúng ta có huyệt ngoại quan, huyệt thổ khê không có. Rồi thì đây là phần thủ châm kết hợp với kỳ kinh bát mạch và các thông huyệt. Bây giờ chúng ta nói đến túc châm. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng kim mộc làm chủ kinh nha. Thì bây giờ kim mộc như vậy là kinh bằng quang, chúng ta sẽ có huyệt tĩnh. Kế đến là vinh có vô rồi, chúng ta sẽ có huyệt nguyên và huyệt kinh. Rồi phụ kinh không có vô đó là thủy hỏa. Như vậy là kinh đờm và kinh vị chỉ sử dụng huyệt kim mộc nha. Mộc huyệt của kinh đờm là huyệt tĩnh. Mộc huyệt của kinh kim huyệt của kinh đờm là huyệt nguyên. Rồi ở trên kinh vị, kim huyệt là huyệt vinh, kinh huyệt là huyệt mộc. Rồi bây giờ chúng ta qua đến hệ âm. Thì kim mộc làm chủ kinh, như vậy là kinh can chúng ta có huyệt tĩnh. Khi sử dụng tĩnh kinh âm thì chúng ta sẽ có huyệt thở của kinh dương. Rồi kế đến ở trên kinh can chúng ta có huyệt vinh, huyệt du có rồi, chúng ta có huyệt kinh
và huyện hợp Khúc Tuyền. Ở hai phụ kinh Thận và Tỳ, chúng ta sẽ sử dụng huyệt Kim Mộc nha. Bây giờ kinh Tỳ, mộc của nó là kim, kim của nó là tỉnh, mộc của nó là kinh, khi tỉnh kinh âm nha, thì quý vị sử dụng huyệt hợp của kinh Dương, đó là huyệt Dương Lăng Tuệ. Rồi, ở trên kinh Thận chúng ta có một huyệt là huyệt Vinh, và huyệt hợp chính là huyệt kinh là thổ, đúng không? Rồi giờ kim mộc xong rồi, thì bây giờ chúng ta thấy qua cái phần thông huyệt của Túc, nó chính là thổ, nó chính là thủ. Thì chúng ta thấy ở thủ thì chúng ta sẽ loại bỏ thủy hỏa không có du, tức là tiểu trường và tam bào không có du. Chúng ta có kim mộc và thổ thử có du nha. Thì kim tức là kinh phế và kinh tâm có du, kinh đại trường và kinh tam tiêu có du. Xét về kỳ kinh bắt mặt thì như vậy, do thủ châm, do túc châm thì chúng ta có các huyệt kỳ kinh ngoại quan, liệt khuyết, hậu khê, không có hậu khê. Ok, như vậy ở tay có hai huyệt, thì ở chân cũng sẽ có hai huyệt, đó là huyệt túc lâm khớp và huyệt công tôn. Do thủ châm, túc châm nó sẽ dẫn tới dương châm và âm châm. Thì thưa quý vị, tôi đã trình bày xong các bộ huyệt. Tính ra thì chúng ta đã có hai bộ thủy hóa, kim mộc và thổ thử. Và kỳ này chúng ta sử dụng kim mộc làm chủ kinh. Thì tôi tin tưởng rằng quý vị đã thông hiểu và áp dụng mạnh rõ ràng trên lâm sàng và sẽ có kết quả. Nếu quý vị thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi thao_5@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn.